Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu trữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Hộ chiếu điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như là họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, móng mắt, khuôn mặt, nhóm máu. Toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.